Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin đê đầu bái thỉnh quý thầy quý sư cô trong ban giảng sư hoan hỷ quang lâm đạo tràng, ban bố cho đạo tràng chúng con một thời pháp nhũ quý báu, để chúng con lấy đó làm hành trang, lấy đó làm bài học trên bước đường hoàn thiện chính mình và đem lại an vui hạnh phúc cho mọi người. Xin thành kính cung thỉnh quý thầy quý sư cô hoan hỷ hứa khả. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Vĩnh Khánh, Cẩm La, thành phố Hải Phòng. Kính bạch chư tôn đức ni và quý Phật tử thân mến. Ngày hôm nay nhân vào trong cái mùa hè của năm 2017 Phật lịch 2561, sư Hương Nhũ trong chuyến hoằng pháp tại Hải Dương đã có nhân duyên trở về ngôi chùa Vĩnh Khánh của chúng ta chiều hôm nay. Và rất là hân hạnh được hội ngộ cùng với toàn thể quý Phật tử và đặc biệt là các bạn trẻ thân yêu đang về với khóa tu ươm mầm thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, nếu có nhân duyên được một lần nghe Phật pháp, rồi chúng ta có thể làm được, ứng dụng được lời dạy của Đức Phật trong đời sống của mình, đó là con người có trí tuệ. Mà các bạn trẻ của chúng ta chưa có làm quen với cái từ trí tuệ đâu. Tại vì ni sư trụ trì cho sư biết rằng đây là lần đầu tiên được nghe Phật pháp, cho nên các bạn chỉ biết ba từ là trí thông minh mà thôi. Nhưng mà sư muốn nói với lại quý Phật tử và các bạn rằng con người ta có thông minh, có khôn, có giàu có xinh đẹp bao nhiêu đi chăng nữa mà không có trí tuệ vẫn khổ đau như thường. Mà khổ đau là sao? Là buồn, là tủi, là khóc, ăn không ngon, là ngủ không yên, là muốn chết nhiều hơn là muốn sống. Mà con người ta khổ đau là vì là không có trí tuệ. Người ta vẫn có tiền bạc, người ta vẫn khổ đau. Và các bạn trẻ có khi nào xem bộ phim Người giàu cũng khóc không? Có. Có khi nào biết rằng là người tài cũng tự tử không? Bên Hàn Quốc nè, bên Mỹ nè, bên rất là nhiều nước, những ngôi sao hàng đầu, người ta vẫn tự tử như thường. Trên đỉnh cao của sự thành công, người ta vẫn tìm đến cái chết, bởi vì không có trí tuệ. Cho nên những thời pháp như là thời pháp chiều hôm nay tại ngôi chùa Vĩnh Khánh của chúng ta là để gieo những cái mầm trí tuệ, gieo những cái mầm thiện đức trong tâm hồn của tất cả các bạn học sinh thân yêu của chúng ta. Mà gieo mầm hôm nay, ngày mai sẽ đâm chồi kết quả. Gieo mầm hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ có hoa thơm và trái ngọt. Cho nên nếu chúng ta tiếp thu được, có nghĩa là sư gieo mầm trên mảnh đất lành, màu mỡ. Còn sư giảng, các em không nghe được, tức là mảnh đất rất là khô cằn, sỏi đá. Đó. Vậy thì bây giờ sư nói nãy giờ các em có nghe được không? A Di Đà Phật, các bạn trẻ thân mến, quý Phật tử thân mến. Ngày xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Đa vừa mới được sinh ra ở trong vườn Lâm Tỳ Ni bên xứ Ấn Độ, thì là một cái sự đản sinh vô cùng vi diệu. Muôn hoa đua nở, chư thiên rộn rã cất tiếng hát và tung hoa để đón chào sự đản sinh của một vị Thái tử, mà đó sẽ là một vị Phật trong tương lai. Một cái sự sinh ra đời mà ai cũng đón chào hết. Còn có những người sinh ra trong sự đau khổ của cha mẹ, của gia đình, của anh em, của hàng xóm, của tất cả mọi người. Đó là dự báo trước một sự ra đời của một đứa bé
mà lớn lên nó không biết vâng lời cha mẹ, nó cũng không làm điều gì lợi ích cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước. Chính vì vậy, chúng ta nghe pháp xong sẽ suy xét lại sự ra đời của mình từ lúc cha mẹ sanh ra cho đến bây giờ. Mình đem nhiều tiếng cười, niềm vui cho cha mẹ hay đem những nỗi đau khổ cho gia đình, sự buồn phiền cho bố mẹ. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy xét. Và để cho chúng ta dễ dàng suy tư, sư muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Xin các bạn chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, thuở xưa khi Đức Phật còn ở tại Kỳ Viên Tinh Xóa, nước Xá Vệ, thì Đức Phật vì thương chúng sanh, thương các hàng trời, người, vua, quan, dân chúng, Ngài thấy làm vua cũng khổ, làm dân cũng khổ, ở sanh ở cõi trời không biết tu cũng hết phước, cho nên Đức Phật mới quyết định là đi đến đâu cũng là ban bố Phật Pháp. Và Đức Phật nói là người nào may mắn lắm mới được nghe Pháp. Đức Phật nói người nào là nhiều phước báo, nhân duyên thù thắng lắm mới được nghe Phật Pháp. Cho nên Ngài đi đến nước Xá Vệ và Ngài thuyết kinh giảng Pháp cho nhân dân nước Xá Vệ. Thì các con có biết không, lúc đó ở trong thành có một cái vị trưởng giả Phạm Chí rất là giàu có. Có một cái vị Phạm Chí giàu có lắm. Mà ông rất giàu mà ông cầu xin mãi không có con. Thì trong một cái giấc mơ đó, ông thấy Bồ Tát mách bảo rằng kiếp sống trước ông không biết thương người, không bố thí, chẳng cúng dường, lại còn là khi làm cha làm mẹ lại phá thai. Cho nên kiếp này đó, ông muốn có con thì ông không có con được, là làm phước đức nhiều lên, phải biết bố thí nè, đừng có sát sinh, đừng có giết nè, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có dối trá, đừng có rượu chè cờ bạc, ông phải giữ các giới. Ông cầu xin thành khẩn thì may ra ông sẽ có một đứa con. Thì ông á rất là nghe lời Bồ Tát, cho nên bắt đầu ông tu tập. Thế thế nào, ông sống rất là tốt. Lúc xưa rất là keo kiệt, không biết bố thí. Bây giờ là biết bố thí cúng dường. Lúc xưa đó, ông chỉ biết ăn miếng ngon cho mình, ông không biết nghĩ đến ai. Bây giờ ông biết nghĩ đến mọi người. Rồi là ông á là hay đi với bạn bè để chơi cờ bạc, rượu chè, giải trí. Bây giờ ông tu, tu thân, tu tâm, ông không có chơi cờ bạc, rượu chè nữa. Ngày đêm ông sám hối để ông xin có một đứa con trai. Còn người mẹ đó là vợ ông á thì không có tin, không có tin tưởng là mình làm công đức mình sẽ được phúc lành. Bà bảo rằng số có con thì sẽ có, không có thì thôi. Cái chuyện này là hơi lạ, tại vì thường á là người phụ nữ á là có niềm tin hơn là người nam. Mà câu chuyện này á là người cha là tin tưởng Phật Pháp, làm lành lắm dữ, còn cái người vợ á là không có tin gì hết. Thì ông mới bảo rằng bà ơi, tuổi mình là ngày một lớn, con mình không có, bà ráng nghe lời Bồ Tát đi, bố thí, cúng dường, ăn chay đi, để mà cầu xin mà. Chứ ngày nào bà cũng ăn một con gà như thế đó thì làm sao mà có phúc đức được. Nhưng mà bà cũng chỉ là nghe lời cho ông chồng vui lòng thôi, chứ bà cũng không thật lòng nghe lời. Nhưng mà do cái tấm lòng thành của ông thiết tha quá, cho nên các con biết không, một thời gian sau bà vợ đã mang thai. Và khi bà vợ mang thai như vậy đó thì bắt đầu là ông chồng ngày đêm còn lễ Phật. Đó, thì bà vợ thấy mình mang thai á thì bắt đầu hơi tin một tí. Bà hơi tin một tí.
Mà có điều bà tin, mà niềm tin của bà đó là cũng không có, có chân thành. Cho nên là bà cũng là nói nhiều, bà cũng hay nói lời thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều cho người ta xích mích với nhau. Bà cũng hay là nói xấu người này người nọ, nghĩa là bà vẫn còn nhiều thói xấu lắm. Còn ông tu được 100 phần á, thì bà chỉ tu được khoảng 10 mấy phần trăm thôi, ít lắm. Nhưng mà bởi vì bà quá thành tâm, cho nên Quan Thế Âm đã cho ông bà một đứa con trai. Đó, 9 tháng 10 ngày trôi qua, bà sanh ra một đứa con xinh xắn và dễ thương. Đó, rồi ông nguyện là ông tu để hồi hướng công đức cho con mình. Thế rồi đứa con nó lớn lên thì hai vợ chồng nuôi nấng nó một cách rất là vất vả. Con người ta bú xong rồi đi ngủ, mà nó bú xong rồi nó không có chịu ngủ đâu, thấy chưa? Nó dằn dặt nhá, nó khóc, nó này nó kia, không biết nó đòi cái gì, bụng thì no rồi. Đó, nó làm cho cha không ngủ được, mẹ cũng không yên. Nó lớn lên thì người ta ăn bát này sang bát kia, nó không chịu ăn, bế đi khắp xóm nó cũng chỉ ăn có một tí thôi. Cho nên là nuôi nó là bà mẹ cũng gầy đi, mà bố cũng là già đi. Thấm thoát nó đã là 20 tuổi bắt đầu cho nó lấy vợ, là bởi vì là sợ rằng mình sẽ chết mà không có cháu. Chưa kịp có cháu thì mình đã chết rồi, con trai nó cô đơn. Cho nên 20 tuổi là đã cưới vợ rồi. Thì mới cưới vợ được 7 ngày, hai ông bà mới sắm sửa cho vườn đất này, nhà cửa rồi, bao nhiêu tài sản là cho hết. Cưng lắm, có một đứa con duy nhất thôi. Mới có cưới nhau được 7 ngày thì vợ chồng son cho nên sống với nhau rất là thuận hòa. Đó, thì một cái buổi sáng kia, hai vợ chồng dắt nhau ra vườn ngắm hoa, hai vợ chồng mới cưới á, thì hoa đó ngoài vườn đẹp lắm. Cho nên người vợ mới bảo là: anh ơi, ở trên cây cao kia có rất là nhiều hoa đẹp, em thích cái hoa ở trên cao á. Chung quanh nó không có cái người gia nhân nào để mà nhờ hết. Cho nên người chồng biết ý vợ, mới chiều người vợ mới cưới, mới trèo lên trên cái cây cao đó. Nhưng mà không ngờ đạp nhằn một cái cành cây khô nhỏ ở trên cây, người chồng rớt xuống đất và chết ngay. Mới lấy vợ được 7 ngày à, rồi chết. Trong cuộc sống mình có những chuyện giống như vậy không? Có thể chết bất cứ lúc nào, vô thường mà. Không có cái gì là bền chắc lâu dài. Đức Phật dạy cho mình cái điều đó đó. Thì mới nó rớt xuống mà chết liền, đâu có kịp mà thầy thuốc gì đâu. Cả nhà hay tin đến ôm xác con khóc ngất. Trời ơi, thương nó ấm bồng 20 năm. Mới có đám cưới một cái, rớt trên cây xuống chết liền. Còn bà vợ thì sao? Bất tỉnh luôn, không biết trời đất gì hết. Còn bố mẹ là khóc ngân ngất. Cho nên cái khi mà đang mang thai nó đó, bà mẹ không có làm công đức, chỉ có ông chồng thôi. Bà vợ không có tin, mà nuôi con khó khăn. Bây giờ 20 tuổi nó đi mất, nó chết. Rồi trong ngoài thân tộc đến thăm, ai cũng khóc, ai cũng xót xa hết. Tại vì là nuôi cậu ấm 20 năm trời là như là nâng một cái quả trứng mà hứng một bông hoa. Cậu chưa làm gì cho bố mẹ hết, cậu chết mất rồi. Nghe ra mà sợ là cái sự vô thường. Người đến thì kẻ xót xa, người thì nhỏ lệ. Còn cha mẹ thì trách ông trời sao tàn nhẫn quá. Được chưa nào? Sớm là mất đi đứa con trai cưng yêu quý. Cho nên không có phúc đức á, là không có tuổi thọ. Không có phúc đức á, dù có tiền có bạc thì nó vẫn ra đi thôi. Nhớ như vậy. Nên phúc đức rất là quan trọng. Sau khi tận liệm thiêu xác đứa con trai, về nhà cũng không hết khóc. Bố khóc, đến mẹ khóc, rồi đến vợ nó khóc.
khóc mãi, khóc hoài, không thôi, khóc cả tháng luôn, ốm o, gầy mòm. Bấy giờ, may mắn là hai ông bà này lại là có mặt ở trên đời khi Đức Phật còn đang tại thế. Người ta bảo hãy đi đến tìm Đức Phật đi. Đức Thế Tôn là bậc đắc đạo, bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Hãy đến tìm Đức Phật, hỏi tại sao mà mình lại phải là khổ như thế này. Khi đến gặp Đức Phật thì Đức Phật bảo với vị trưởng giả rằng: thôi đừng than khóc nữa. Người gặp chuyện không như ý mà than khóc kể lể quá nhiều, đó là người không có trí tuệ. Hãy nghe ta nói đây, vạn vật trên thế gian này đều vô thường. Vạn vật trên thế gian này không có gì trường cửu, là không có gì lâu dài. Mạng sống con người dài hay ngắn là do mình tạo ra một cái nhân. Nếu mình quý mạng sống của tất cả chúng sanh thì mạng sống của mình sẽ rất lâu dài. Còn không biết quý mạng sống, không có hiếu thảo với cha mẹ, con vật gì gặp cũng bẻ đầu bẻ cổ hết, cách giết nó một cách dễ dàng, tức là tự mình tạo một cái nhân là mạng sống của mình ngắn ngủi, sanh ra bệnh tật. Có sanh ắt có tử, nhưng mà chết sớm cũng là một cái điều đau khổ. Tội phước cứ theo nhau. Nhưng con của ông chết không phải một mình ông buồn đâu, có đến ba chỗ, ba nơi đều buồn đau xót xa như thế. Như vậy rốt cuộc đó là con của ai? Ai mới là người thân của nó? Tại vì khi nó chết, ba chỗ đau buồn, chứ không phải riêng ông trưởng giả. Ông này thắc mắc quá, bảo: bạch Đức Thế Tôn, con chưa hiểu Ngài nói như vậy là như thế nào. Con chết, con đau đớn, vợ con đau đớn, vợ nó đau đớn, có phải là ba chỗ không? Đức Phật nói đó chỉ là gia đình ông thôi, ngoài ra còn hai nơi nữa không liên quan gì trong gia đình ông mà cũng đau đớn. Thế rồi Đức Phật mới giải thích cho cái ông trưởng giả nghe là: này ông trưởng giả, có biết không, đời quá khứ có một đứa bé, nó bằng tuổi các bạn đang ngồi đây này, thấy chưa nào? Nghỉ hè đó, nó không có giúp đỡ bố mẹ, rồi nó không có đi đến học kinh, học pháp, mà nó thích sắm một cái cung, cái ná, và thích đi bắn chim. Cho nên nó vác cái ná đó đi vào rừng và săn bắn. Mà cái ná nó chỉ bắn chết con chim thôi, và nó bắn mà gọi là điêu luyện luôn, bắn là chim rớt xuống chết. Cái người nào sắm cái ná mà bắn mà chim rớt xuống chết là thích thú lắm. Nó đang bay trên trời, bật một cái là con chim rớt xuống chết. Mà nhiều khi nó cũng không biết bắn để làm gì, chỉ thỏa cái lòng giết sát của mình mà thôi. Đức Phật bảo cái đứa bé này trong đời trước nó chuyên mang cung tên để bắn chim và chơi. Đó. Thì trong khi mà nó đi bắn chim một lần, nó đi bắn chim có ba người, mà người lớn mà thấy nó bắn chim như vậy đó mới khuyến khích nó: cây to kia có một con chim rất đẹp, bắn rớt con chim đó mới thật là anh hùng. Con chim xinh đó, nó múa, nó hát hay lắm, nó hát là cả một cái làng đó là phải im lặng để nghe nó hót. Mà bây giờ ba cái người này mới thách nó, thách bắn được con chim nó rớt xuống mới là anh hùng, chứ bắn ba cái con chim lặt vặt kia mà làm cái gì. Thế là nó muốn thành anh hùng, nó mới canh làm sao khi con chim đang nghiêng mình về cái phía mặt trời hót đó, thì từ một bên nó bắn tới, con chim rớt xuống chết liệt. Thì ba người kia mới khen nó: cháu đúng quả là một anh hùng, bắn một phát chết ngay con chim quý ở trên cây kia. Thế là nó gieo một cái nhân, giết sát một cái sinh vật đang đem lại mùa xuân tiếng hát cho cuộc sống, bắn một cái chết luôn. Rồi buổi sáng thức dậy thì tất cả những đứa bé như vậy nó không nghe tiếng chim hót nữa. Mà mình mà thức dậy mình nghe tiếng chim hót là niềm hạnh phúc. Mình thức dậy mình thấy cây màu xanh chung quanh như vậy phước báo lắm. Chứ bởi một ngày nào mình thức dậy mà cây màu xanh không còn, mà đốn sạch, mà đốt sạch hết,
có khác gì địa ngục đâu. Mà con chim nó đang hót, đang ca, nó mang lại sự sống cho cuộc đời như thế, thì bỗng có một đứa bắn một cái cho nó chết luôn. Cho nên á, người ta mới tiếc cái con chim đó, lúc đó người ta mới hát như thế này nè: có con chim non nó bay trên trời, trời cao xanh tươi, nó chơi có một mình, la 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 la. Nó hót ni non, nó là cái con chim non, tung mình trên muôn cây xanh, ngàn đời tràn lan, nó múa xinh xinh. Nó là cái con chim xinh, tung mình trên muôn cây xanh, ngàn đời vèo vòn, la 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 la. Nhưng một ngày kia vắng đi chim rồi, trở về hỏi ai, vì đâu vắng đi chim non. Nó bay trên cành, trời cao xanh xanh, cớ sao mà hôn mê, la 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 la. Nó đang hót trên cành, nó chơi một mình, nó múa véo von, nó hót véo von. Nhưng một ngày kia vắng đi chim rồi, trở về hỏi ai, vì đâu vắng đi chim non. Ủa sao mất con chim rồi? Không ai biết. À, cớ sao người hôn mê là kẻ bắn nó, là kẻ vô minh, kẻ ngu si mới giết đi những mầm sống chung quanh. Và như vậy cho nên khi mình làm người mình chết sớm, nó có nhân Đức Phật dạy nè. Câu chuyện này trong Tích Truyện Pháp Cú, chứ không phải sư ngồi nghĩ ra để nói cho vui. Đức Phật, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, muôn đời chúng ta cung kính lễ bái, cúng dường Ngài. Vì trí tuệ của Ngài, Ngài mới biết những chuyện quá khứ, những chuyện vị lai. Cho nên giết chết thấy bình thường, thấy vui, làm tiểu anh hùng. Nhưng mà cái đứa bé đó đã mang một quả báo là giết đi một mầm sống, mà cái mầm sống đó con chim nó đang làm vui cho cả một cái làng, cái thôn, cái xóm đó. Thành ra nó bị một cái quả báo. Thì Đức Phật nói, khi nó đã giết con chim, ba người kia khen ngợi nó là anh hùng, rồi bỏ đi, đường ai nấy đi. Rồi trải qua rất nhiều kiếp luân hồi sanh tử, khi làm thú, lúc làm người, cuối cùng gặp nhau và cùng thọ một cái tội. Một người trong ba người mà khen nó là anh hùng á, rồi luân hồi trong nhiều kiếp, làm nhiều công đức lớn, được sanh về trời. Một người đó thì lại hóa làm Long Vương ở dưới biển. Còn một người làm ông đây, là ông trưởng giả. À, mà đó, đứa bé cầm tên bắn con chim, nó trở thành con ông ngày nay. Ông không biết tu tập, ông phá thai, ông tàn hại cuộc sống, đáng lẽ không có con, nhưng mà nửa đời biết sám hối, có một đứa con. Nhưng mà phước đức cũng đâu có đầy đủ để cho nó trường thọ, bởi vì nó vốn là cái đứa là sát hại mạng sống. Đời trước nó sinh làm con của cõi trời, bây giờ mạng chung sinh làm con của ông, chết sớm. Rồi kiếp sau á, nó làm con của Long Vương, nhưng vừa mới sinh ra thì Đức Phật nói trước sẽ bị con đại bàng kim sĩ điệu nó bắt ăn thịt. Đức Phật thấy trước cái kiếp sống của thằng bé này, cứ sanh lên là chết sớm, sanh lên là bị giết. Và ông này có tu lắm, nó mới sống với ông 20 năm. Nó có nhân duyên hết, chứ không có ông trời nào bắt, không có con ma nào bắt, không có thần thánh nào bắt. Mà chúng ta không có đủ phước duyên trường thọ, chúng ta phải chết sớm thôi. Thế ở đây chúng ta có rất là nhiều ông bà cha mẹ tuổi 70, 60, 70 vẫn còn ngồi ở đây, tức là cũng có công đức lắm đấy, chứ không phải dễ mà trường thọ đâu. À, nhưng mà có nhiều cái duyên để trường thọ, và cũng có nhiều cái duyên, cái nhân làm cho mình đoạn thọ, chứ không phải mình trường thọ là mình trúng hết đâu. Mình cũng có nhiều cái phước đức mình mới sống tới giờ này, nhưng mà mình cũng có nhiều cái tội ác, nhiều cái xấu, nhiều cái sai lắm, cho mình sống mà mình rất là khổ đau. Mà Đức Phật dạy cho mình á, mình làm theo đúng lời Phật dạy không có gì khổ, ngày nào cũng vui hết. Nhưng mà các con mà không học, không tin nhân quả,
thì mỗi ngày một lớn lên là mỗi một ngày chất chồng những niềm đau khổ trong cuộc đời. Các con nghe rõ chưa? Đức Phật nói ngày nay ba người suối bắn con chim đó ở ba nơi nhưng mà đều phải một lần khóc bởi vì là mất con. Kiếp này làm con ông, kiếp sau làm con Long Vương, kiếp trước làm con của cái ông nọ, ông nào cũng phải nuôi nó và phải đau khổ vì nó chết sớm. Trong cái vòng luân hồi bất tận này, mình không phải chỉ có một bố mẹ đâu, mình có nhiều bố mẹ lắm. Kiếp này làm bố mẹ, kiếp sau đó, có khi đó, lại là một bố mẹ khác. Kiếp này mình làm người dưới kiếp sau mình Long Vương dưới biển đó, có khi làm trong bụng con vật, có khi là ở trong cõi địa ngục. Tại sao? Tại những việc làm của chúng ta hôm nay để quyết định rằng sau khi xả cái báo thân này, chúng ta sẽ là đọa vào trong cõi giới nào. Cho nên Phật ra đời để cứu chúng sanh, đừng có bị đọa, đừng có khổ. Phải sống, phải tự tạo cho mình những cái nhân tốt lành để chúng ta luôn luôn được an vui, được hạnh phúc, chứ không có khổ đau nhiều nữa. Sự đau đớn của một sanh linh, mình giết chưa chắc là mình đã chết đâu. Mình giết, nó chưa chắc giết mình đâu. Nhưng mà sao? Mình phải gánh chịu nỗi đau. Ví dụ chứng kiến cái chết của người thân, của vợ mình, của con mình, của chồng mình, những tai nạn, bất đắc kỳ tử, chết non, chết oan, chết này, chết kia, đều có nguyên nhân cả. Mà nguyên nhân đó không phải do phong thủy, do xây nhà, động mồ, động mã, mà tất cả những cái vấn đề sống chết sướng khổ trên cuộc đời này đều do chính mình đã tạo ra những cái nhân ác trong cuộc sống về lời nói, ý nghĩ và việc làm. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng mọi quả báo trên đời tất cả do túc nghiệp, như giống nào trái nấy, báo như bóng theo hình. Vậy nên hãy làm lành, hãy tránh xa điều ác, hãy biết điều ác làm hôm nay, ngày mai ắt khổ đau. Các vị nghe rõ chưa? Đức Phật giảng xong như vậy rồi là ông trưởng giả đó, ông giác ngộ liền, thông minh, giác ngộ liền, biết cái gì nó xảy ra trong đời này là do mình. Cho nên hôm nay sư giảng xong có ai giác ngộ liền thì tức là mình cũng rất là có trí tuệ. Khi giảng xong rồi cũng thế thôi, có khi còn không tin nữa, thì coi như cái người đó không có duyên với Phật Pháp là mấy hết. Ông trưởng giả này, ông nghe Pháp xong thì ông giác ngộ. Và Đức Phật đó còn muốn cho mọi người đều phải biết, mình dùng cái thần thông cho mọi người thấy cái quá khứ, cái thằng bé đó bắn chim như thế nào, con chim chết ra sao, Đức Phật cho mọi người thấy trước mắt luôn. Rồi thấy kiếp làm Long Vương, kiếp làm con của chư thiên, kiếp làm con ông trưởng giả, thấy trước mắt rõ ràng. Đức Phật cho mọi người nhìn thấy tất cả những điều đó. Cho nên ông trưởng giả nhìn thấy xong rồi, cung kính quỳ xuống bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Phật cho cả nhà chúng con được quy y Tam Bảo. Con xin thọ trì ngũ giới, làm cư sĩ tại gia, được sống theo lời dạy của Đức Phật, để con không còn chịu nhiều đau khổ nữa. Đức Phật nghe ông giác ngộ như vậy, rất là hoan hỷ, mới truyền cho ông Tam Quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi dạy cho ông phải giữ gìn năm giới. Một là không sát sinh hại vật, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm, bốn là không dối trá, không đòn sắp hai đầu, không nói lời hung ác, không là chửi bới. Rồi năm là không rượu chè cờ bạc, không chơi game thâu đêm suốt sáng. Phải giữ những cái giới đó thì con người ta sẽ rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, khổ sẽ trở nên là bớt khổ và hết khổ. Còn người đang có phước thì là phước càng tăng lên nhiều hơn. Sau khi Đức Phật đã truyền tam quy ngũ giới cho mọi người rồi đó, thì ai cũng hoan hỷ. Nhưng mà chỉ một mình cái ông trưởng giả đó là đắc quả Tu Đà Hoàn. Tức là sau một cái bài pháp thôi, thì ông trưởng giả đó đắc sơ quả, tức là cuộc đời của ông không bao giờ đọa vào những cái con đường xấu hết. Nếu được sanh đó, thì làm người tu tập cho đến khi mà viên mãn, chứ không rơi vào các cái cõi giới địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh. Riêng ông trưởng giả chỉ sau một thời pháp
là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, tức là niềm tin nhân quả bất thối chuyển, tin Phật Pháp không bao giờ thay đổi. Với niềm tin đó, ông chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, không có bao giờ phải chịu những cái điều đau khổ trong cuộc đời nữa. Thì các vị nghe rõ chưa ạ? Thế thì cái câu chuyện hôm nay rất quan trọng. Quan trọng cho các con, các cháu thiếu niên, học sinh, và quan trọng cho các bậc ông bà, cha mẹ. Một đứa bé bắn con chim mà ba người xúi thôi, mà kiếp sau làm cha, làm mẹ và chứng kiến nó chết sớm. Mình xúi nó làm bậy có một chuyện, bắn con chim có gì đâu. Mà kiếp sau mình làm cha, làm mẹ và chứng kiến nó chết sớm. Và đau đớn biết bao nhiêu. Ông này mà không gặp Phật là ông khóc đến khi ông chết luôn. Cho nên, các vị nghe sư giảng như thế này để thấy rằng một khi chúng ta có mặt trong đời này, chúng ta làm cái gì cũng có liên quan đến cuộc sống, đến người này, đến người khác, rồi cùng chịu phước, cùng chịu quả báo và cùng được phước nếu mình cùng làm, cùng nói hay là cùng xúi làm một điều gì đó thì sẽ cùng chịu như nhau. Bằng hành động, bằng lời nói, bằng ý nghĩ, bằng việc làm, và chúng ta cùng tác động chung vào trong một cái hành động nào đó thì tất cả sẽ chịu một cái quả giống nhau, như bóng theo hình. Đừng nói rằng tôi chỉ có nói có một câu chứ tôi có làm gì đâu. Chẳng hạn như nói ngày mai tôi sẽ làm một cái vụ án. Vụ án này tôi cần anh giúp tôi, anh có giúp không? Nghe vụ án tức là phi vụ, là việc tội ác rồi. Người không, tôi không bao giờ làm. Cho dù mà anh làm xong có chia tôi tiền tỷ, tôi cũng không bao giờ. Vì cái việc đó nó liên quan đến mạng sống con người, đến tài sản, đến nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, cho nên tôi sẽ không bao giờ làm. Cũng như các con đang ngồi đây nè, ai xúi con làm việc ác, con không làm. Thế hôm nay về nhà đó hả, tôi bày bạn là về nhà mình cãi lại bố, mình làm cho bố tức lên, mình làm cho mẹ điên lên đi. Không, tôi không bao giờ làm những việc đó. Tôi phải làm cho cha mẹ tôi vui, chứ tôi không bao giờ tôi nghe những lời xúi như thế. Cái người xúi đó không làm, nhưng mà rồi sẽ bị quả báo đau thương, giống như câu chuyện sư mới kể cho các vị nghe. Điều này rất đơn giản, nhưng mà trong tam nghiệp về thân, cái thân này nè, cái miệng nè, cái suy nghĩ nè, cái gì đó, cái thân làm việc ác, ý nghĩ điều ác, cái miệng nói lời ác, tất cả đều có quả báo làm cho mình khổ đau hết. Nhớ như vậy. Đó. Các bạn có biết khổ đau của các bạn trẻ là sao không? Các con như vậy là may nè. Sư đó là mỗi tháng hả, sư giảng cho cả ngàn người mà người ta mù, mù hết. Gieo cái nhân bất hiếu, gieo cái nhân mà khi người ta nghe pháp mình không muốn cho người khác nghe. Mình ngăn cản, mình chê bai, mình phỉ báng. Cho nên kiếp này là sư độ một cái đạo tràng là mù 1000 người. Ngồi nghe pháp chứ không có thấy đường. Đứng lên phải có các bạn tình nguyện viên nè, dắt đi. Chứ không có người là ngồi cho đến tối, đến mai luôn, không có thấy đường. Học sinh câm điếc, mù lòa, đó là quả báo. Khi còn được làm người lành lặn như thế này, không chịu làm tốt, sống tốt, không có sống tốt với cha mẹ, không sống lễ phép với thầy cô giáo, không lo học hành, mà cứ ngày cái điện thoại đó mà phá, mà chơi, mà tạo tác các nghiệp ác. Bây giờ nó chưa đâu, một thời gian, ngày mai, trong tương lai, gần xa, quả báo đến. Quả báo là cái chuyện xấu nó sẽ đến. Cho nên người ta biết tu đó, người ta sợ làm việc ác lắm. Nếu chúng ta không hiểu điều này, cuộc sống chúng ta sẽ nói: tôi đâu có làm gì đâu mà sao tôi khổ thế này. Tôi đâu có làm chuyện ác gì đâu, tôi đâu có tạo tác gì đâu mà sao tôi khổ thế này. Thì hôm nay nghe sư nói để biết rằng mình không tạo ác trong hôm nay, cũng đã tạo nhiều cái ác trong quá khứ. Cho nên bây giờ phải buồn đau, phải khóc khổ, phải chứng kiến ái biệt ly, oán tắng hộ, ghét ở chung mà yêu thương phải xa lìa. Các vị nghe rõ chưa ạ?
Cho nên dân gian Việt Nam có câu phước vô đơn chí, họa bất trùng lai. Là cái họa đó, nó không bao giờ đến một chuyện hết đó. Đến hết cái này sang cái kia. Nhà đã hết tiền, sanh ra lại đau ốm. Con cái thì là không chịu học hẳn, rồi nợ nần, nạn tai. Nó đến nhiều thứ dồn dập. Còn chuyện vui á hả, lâu lâu lắm mới có một chuyện, chứ không có nhiều chuyện vui đến một lần. Những cái này cũng do sự tu tập của mình thôi, chứ không có do ai hết. Còn bé nào mà các con đã ngoan, đã biết tu tập, biết nghe pháp, thì lớn lên các con sẽ có nhiều cái phúc đức nó đến với mình lắm. Sư còn nhớ một câu chuyện vào tháng 7 năm 2015, cái vụ án này lớn lắm, mà liên quan tới là mấy bạn, tuổi chỉ là 20 chứ mấy, cũng tuổi cỡ cấp 3 và lớn hơn một chút thôi. Ngay tại Bình Phước đó, 6 người trong một gia đình chết hết trong một đêm. Mà người gây án đó, là một chàng trai quê ở An Giang, còn rất là trẻ, yêu cái cô con gái trong cái nhà đó. Mà bố mẹ ngăn cản, bởi vì thấy cậu này không có công ăn việc làm, không có cái gì mà nó có tương lai hết, cho nên ngăn cản cái tình cảm đó, là không có duyên. Nhưng mà cái chàng trai này tên là Nguyễn Hải Dương, sư còn nhớ vậy, thì nhất quyết là phải gì? Phải cưới cho được, đòi lấy cho được cô con gái trong cái nhà đó. Mà bố mẹ ta không cho, ta ngăn cản, riết rồi nó thành một cái mối thù trong tâm nó. Mà cái người nào mà trong tâm có mối thù, mối hận, thế nào cũng làm ác. Cho nên các con nghe pháp rồi đó, đừng bao giờ để trong tâm mình có mối hận, mối thù, ganh ghét với ai hết. Có cái gì là bỏ hết, tha thứ hết. Các con nghe rõ chưa? Thì đó, quá hận vì không có cưới được cái cô con gái đó, cho nên là lâu dần rồi anh ta quyết định sẽ lại giết hết cả gia đình. Ghê như thế. Trong một đêm giết hết 6 người, chừa lại một cái đứa bé còn bé xíu đang ngủ thôi, còn giết hết. Và trong khi giết như vậy đó, thì có một cái cậu là tên là Vũ Văn Tiến lại phụ, để hai người cùng gây án. Thêm một người là Trần Đình Thoại nữa, Tòng Phạm, ba người cùng gây án. Cuối cùng đó là Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến bị kết án tử hình. Còn đó là cái chú Thoại đó thì bị 16 năm tù. Đấy, các con có thấy rằng là nó liên đới với nhau. Trong khi cái người giết là cái chú Dương giết, nhưng mà cùng chú Tiến, chú Thoại là phải bị tòng theo hết. Cho nên mình đừng có bao giờ mà mình nói một cái điều xấu, cái người khác nói điều xấu mình nói theo. Người khác nói xấu đừng nói, mình nói theo sẽ bị quả báo. Người ta làm ác, mình can không can được thì bỏ đi, đừng có xúi vô. Vợ chồng người ta cãi nhau, mình không có can gián giúp đỡ được thì thôi, đừng có làm cho gì, cho cháy nhà người ta ra. Đừng có xúi, đừng có đổ dầu vô lửa. Thì các vị có biết không, chỉ tội cho mẹ của Vũ Văn Tiến, khóc hết nước mắt từ bé đến lớn, chưa biết làm ác, chưa biết nói dối với ai một câu nào, mà bây giờ con mình đã đi tham dự vào một vụ án giết người như thế. Bà mới là gì? Bà đi lấy chữ ký của hết cả ngàn công nhân ở trong cái nhà máy đó, để xin kiến nghị với chủ tịch nước là giảm án cho con bà. Tại vì Vũ Văn Tiến không đích thân giết mà vẫn bị kết án tử hình. Bà đi lấy chữ ký hàng ngàn người để đưa một cái tờ đơn xin chủ tịch nước là giảm bản án cho con bà đừng có bị tử hình. Một người mẹ chất phác thương con, chạy vạy khắp nơi xin cả ngàn chữ ký. Bà vô cái tòa nào bà cũng ngồi chắp tay, bà niệm Phật và xin cho con bà thoát chết. Cho nên là một đứa con làm tội mà mẹ khổ đau, cha khổ đau, tất cả mọi người đều khổ đau, mà cả ngàn người phải ký vô. Bà gặp ai bà cũng lạy hết, bà xin ký vô để con bà đừng chết. Cho nên các con nghe như vậy đó, rồi các con sẽ thấy cái chuyện gì ác mình đừng có nhúng tay vào. Chỉ giúp một tí thôi cũng không giúp. Thấy việc ác nhất định không làm, không nhúng tay, không phụ giúp, mà chỉ làm những việc lành, việc tốt thôi. Các con nghe rõ chưa? Tội nghiệp mẹ của Vũ Văn Tiến lắm.
Sau khi chạy vạy như thế rồi, nghe con mình tham vào một vụ án giết 6 người ở Bình Phước như vậy, bà về bà lấy hết nhà cửa tiền bạc trong nhà, gom đi mượn rồi được 30 triệu để đưa cho cái gia đình mà bị có người chết đó, để mà xin lỗi. Mà con bà mới có 18, 19 tuổi đâu. Đó, cho nên tuổi trẻ xài iPhone, iPad, lên mạng xem bậy bạ, chơi game, giết rồi nuôi một cái mầm hận thù và tạo án. Cho nên khi tạo án thì sẽ bị tử hơn, sẽ bị chết. Và rất là đau khổ cho những con người không được giáo dục đúng mức. Tất cả đều bắt nguồn từ nguyên nhân tạo ác. Mà khi làm ác, tất cả đều liên lụy đau khổ cho mẹ, cho cha, cho tất cả. Và câu chuyện này đối với các bậc ông bà cha mẹ, các vị cũng nhớ đó. Mình đừng có lấy câu chuyện làm quà. Nghĩa là bà A nói xấu bà B cho bà C nghe, thì bà C đừng có nói: thôi thầy dạy rồi, A-di-đà Phật, tôi không có ý kiến. Chứ không phải bảo: ôi tôi còn biết khối chuyện, bắt đầu bưa ra thêm bớt. Tưởng là lời nói gió bay, đâu có ai kết tội kết án mình. Nhưng rồi quả báo sẽ đến. Những người suốt ngày ngồi lê đôi mắt, nói thêm nói bớt chuyện xấu, chuyện này chuyện kia, cái quả báo là về sau đó con cháu mình bất hiếu ghê gớm đó. Nó trở lại những con đường mình không thể biết được, nó trở lại với mình bằng con đường nào. Cho nên đừng có bao giờ mà thấy người ta nói xấu mà tắt vào nói theo. Đừng thấy người ta loan những cái tin bậy bạ không biết thật hư như thế nào, mình cũng tình nguyện làm cái loa miễn phí đi loan tin. Một thời pháp hôm nay thôi, các vị tin sâu nhân quả, biết tội biết phước và tu cái khẩu nghiệp, rất là được phước báo một cái thời pháp hôm nay. Vì vậy mà cái bộ máy nào cũng phải có ekip. Mà được chọn vô cái ekip đó mình tưởng ngon mà cũng chưa biết tội hay là phước đâu. Thấy chưa nào? Đó. Cái ekip đó làm là tội là cùng chịu chết như nhau, phước thì cùng hưởng. Cho nên mình đứng vào trong một cái tập thể nào thì mình chỉ ủng hộ những việc làm tốt, còn đừng có gật những cái việc xấu. Nếu hôm nay nghe lời pháp này sẽ thấy nhân quả tội phước theo ta như bóng với hình, rất là đáng sợ. Chúng ta hãy cố nhớ những lời Đức Phật dạy, làm các việc lành, tránh xa các việc ác, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời của Đức Phật dạy. Các vị nghe sư giảng như vậy, các vị có lãnh hội được không? Và Đức Phật cũng dạy cho tất cả chúng ta trên thế gian này, ai cũng tham. Nhớ như thế. Bây giờ muốn bớt tham thì đừng có ích kỷ, đừng có hưởng nhiều quá, ăn nhiều quá, ngủ nhiều quá, yêu ái nhiều quá. Tại vì những cái tham đó sẽ đưa đến sự đau khổ. Nhưng mà tất nhiên là không phải bảo các vị đi vào chùa tu như các thầy. Các vị vẫn sống đời của con người cư sĩ tại gia. Nhưng đừng có bao giờ mà để cho lòng tham, ái dục của mình cái gì cũng lên đến tận cùng, rồi sẽ rớt xuống vực sâu. Đức Phật dạy tham dục là sân hận, là si mê, là những căn bệnh trên thế gian đưa chúng ta vào các đường xấu và đường ác. Chính cái độc của tham dục nó giết mình. Cái lòng tham nó làm cho mình si mê và tâm tối, lây hại đến tất cả chúng sinh chứ không chỉ riêng ai. Vì vậy, một thời pháp chỉ một giờ đồng hồ, nhưng nếu con người có trí tuệ sẽ biết sư khuyên các vị cái gì? Tin sâu nhân quả. Mà mình đã tin nhân quả thì đừng bao giờ mình gieo vào cái miệng mình những cái nhân xấu, mình để vào cái tâm mình ý nghĩ xấu, mình để vào trong cái lòng mình cái việc làm của mình những cái chuyện xấu. Tại vì cái quả nó sẽ trổ ra mà không biết là lúc nào. Các bạn trẻ ở đây còn nhỏ thì phải làm các cái điều thiện. Mà điều thiện nó rất đơn giản thôi. Đọc theo sư những điều như sau. Để trở thành những con người có hạt giống hiền thiện ở trong tâm, các vị phải thường xuyên nhớ Phật. Tại Đức Phật là bậc phước trí vẹn toàn. Trí tuệ của Ngài như vầng nhật nguyệt, như sao sáng vằng vặc.
Cho nên ở Đức Phật không có ô nhiễm, không có tham dục, không có sân si, xấu ác. Vì vậy, các con nào mà có trí tuệ, các con nào mà muốn hạnh phúc an vui, tâm thường nhớ Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là tùy các con. Các con thích niệm danh hiệu nào cũng được, nhưng mà tâm các con thường tưởng nhớ niệm Phật. Và nhỏ cũng thế, lớn cũng thế, lấy cái sự niệm Phật thay cho những lời nói vô ích, thay cho những lời nói xấu ác, đòn sóc hai đầu, những lời chửi rủa, những lời nói thêm nói bớt, là thay cho những cái việc xấu ác đó là tiếng niệm Phật hoặc những lời hay ý đẹp trong cuộc sống. Điều thứ nhất là phải tưởng nhớ Phật, niệm Phật. Điều thứ hai, các bạn trẻ biết kính mến cha mẹ, sống thuận thảo với anh chị em, với các bạn. Đã vào chùa rồi thì bước ra gặp ông bà cha mẹ phải biết chắp tay cúi chào. Và cuối cùng rất quan trọng là biết thương người, thương vật. Hôm nay nghe bài pháp rồi, cặp bắn một con chim thôi, mấy kiếp liên tiếp sanh ra kiếp nào chết yểu hết, chết sớm hết, cho nên mình không sát sinh. Đó chừng đó thôi, ai nhớ được chừng đó là cuộc sống đã thay đổi rồi. Các vị nghe rõ chưa? Bây giờ đọc theo sư. Em tưởng nhớ Phật. Em tưởng nhớ Phật. Em kính mến cha mẹ. Em kính mến cha mẹ. Em hiếu thảo với cha mẹ. Em hiếu thảo với cha mẹ. Và hòa thuận với anh chị em. Em thương người và vật. Em thương người và vật. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Nam Mô A Di Đà Phật.